bấy nhiêu và cố gắng là đưa ra các ví dụ để mà trả lời cho các câu hỏi ấy. Thứ hai đó là chúng ta cần đa dạng các loại câu, các điểm ngữ pháp trong tiếng Anh. Nói chung là vận dụng hết tất cả những gì mà các bạn có đã học được để mà đưa vào. Vocabulary cũng vậy, từ vựng cũng vậy các bạn ha. Ngoài ra thì các câu hỏi rời rạc ở trong cái phần article thì chúng ta khi viết nó thành một cái bài thì chúng ta cần phải có một sự liên kết nào đó nhất định. Để mà sự liên kết thì các bạn cần phải dùng linking words, là những cái từ để mà liên kết. Ví dụ các từ liên kết thì đơn giản như là hơn thế nữa nè, bên cạnh đó nè, hay là tuy nhiên, hoặc là một khía cạnh khác, on the other hand chẳng hạn. Vâng, cái từ liên kết chúng ta cũng học rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái bài test số 2. Article, chủ đề của chúng ta đó là helping people. Thì có một cái lưu ý mà cô cũng đã nhắc các bạn lúc mà các bạn làm email đó, là đa số các bạn quên mất cái phần đầu tiên mà chúng ta cần phải ghi, đó là from, từ ai, ai gửi thư, ai gửi email, và subject, cái chủ đề của cái email của các bạn là cái gì. Các bạn bắt đầu ngay là dear, bắt đầu ngay là hi, hello gì đó các bạn ha, thì không được các bạn nha, phải có chủ đề nhé. Và đối chiếu với lại là email chúng ta có chủ đề thì article chúng ta cũng phải có cái title. Title thông thường chúng ta sẽ lấy chính cái title từ trong đề bài của chúng ta, cái tiêu đề của một cái article đấy các bạn, helping people các bạn ha. Và khi đọc đề thì các bạn thấy ở đây có tổng cộng là 3 câu hỏi. What kinds of people need our help? When did you last have someone? And when did you do? Dù rằng là 3 câu hỏi, nhưng nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần trả lời là what kind of people need our help, ví dụ như là những người khuyết tật này, người mù này, hay là trẻ em mồ côi này, vân vân. Nếu mà chúng ta chỉ có ghi như vậy không, rồi sau đó chúng ta trả lời là lần cuối cùng mà tôi help ai đó là vào tuần trước chẳng hạn, rồi chấm hết, vậy thì chúng ta sẽ không đủ từ. Cô nhắc cho các bạn nhớ, nhớ một lần nữa luôn nhé, đó là chúng ta cần phải viết được ít nhất 100 từ đối với mỗi bài như thế này. Vậy thì đây là mặc dù là chỉ có 3 câu hỏi thôi, nhưng cũng là 3 câu hỏi để gợi ý cho các bạn cách để các bạn viết rồi đó. Là chúng ta sẽ kể hẳn một cái câu chuyện là chúng ta đã giúp đỡ ai, chúng ta đã làm như thế nào để giúp đỡ cho họ. Nói thêm luôn là chúng ta cảm thấy như thế nào vào cái thời điểm đó chẳng hạn. Các bạn kể hẳn một câu chuyện ra luôn nha. Rồi để gợi ý cho các bạn một số cái từ vựng trả lời cho câu hỏi đầu tiên, kinds of people need to help. Thì cô có một số cái gợi ý như sau, các bạn ghi chú nhé. The disabled là những người khuyết tật các bạn ha. Còn cụ thể, the blind là người mù. Ok. The homeless là vô gia cư. The unemployed là người thất nghiệp. The poor, người nghèo. Orphans là trẻ mồ côi. Ok các bạn ha. Rồi một số cái những cái người ở trong xã hội mà cần nhận được sự giúp đỡ của người khác như vậy các em ha. Rồi các bạn có ghi chú thêm một cái lưu ý giùm cho cô nữa là sau khi các bạn nói là những người này họ cần giúp đỡ thì chúng ta cần giải thích vì sao họ cần giúp đỡ. Bởi vì là gì? They have unlucky life chẳng hạn, hay là lucky unlucky living circumstances. Life hay là living circumstances là hoàn cảnh sống. Rồi vì sao mà họ họ lại cần giúp đỡ nữa nè? Bởi vì là they are unable to earn for their living. Họ không có khả năng để mà tự kiếm sống, earn for their living, tự kiếm sống cho bản thân họ.
Rồi, sao nữa hả? They are unable to do normal and basic things as a normal person. Họ không có khả năng làm những cái việc mà bình thường, cơ bản như là một cái người bình thường khác. Đó, rồi còn các bạn có thể tham khảo một số cái lý do khác các bạn tự nghĩ ra cũng được các bạn ha. Sau đó thì chúng ta sẽ qua tiếp cái câu hỏi thứ hai và thứ ba, đó là lần cuối cùng mà các bạn đã giúp đỡ ai là khi nào và các bạn đã làm cái gì. Thì lưu ý giùm cho cô, ghi chú lưu ý giùm cho cô nhé. Bởi vì đây là việc chúng ta đã làm rồi, nên mọi thứ các bạn sẽ kể chuyện ở quá khứ. Tức là động từ chúng ta phải dùng ở thì quá khứ các bạn nha. Động từ thì quá khứ thì có thể là động từ ở quá khứ đơn này, quá khứ tiếp diễn này, hoặc là quá khứ hoàn thành, hoặc là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và các thể giả định như là would, như là might, như là could, vân vân. Tôi không biết các bạn đã nghe rõ được cái hướng dẫn của cô về cái article này chưa nào? Dạ rõ cô. Ok, cảm ơn em. Rồi bây giờ các bạn sẽ viết nhé. Nhớ là cái article thì mỗi người sẽ có một ý tưởng khác nhau các bạn nha. Cho nên tối kỵ cái việc là bài của chúng ta giống nhau. Bởi vì không ai có thể là làm cùng một cái việc giúp đỡ người khác mà giống y chang nhau được. Nhớ lên các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiếp tục thực hành theo những gì hướng dẫn của cô và theo cái lý thuyết thầy Thông đã hướng dẫn các bạn. Cũng trong vòng 15 đến 20 phút thôi các bạn nhé. Và tiếp tục đăng ở bên Padlet. Có một bạn làm email và đăng bên Padlet nhầm chỗ đó. Em qua nó sửa lại bên Padlet giùm cho cô nhé. Các bạn sẽ đăng ở bên cái cột thứ hai đó, Writing an article.